Hết tình cạn nghĩa, mới cưới nhau được 6 tháng thì phát hiện ra vợ mắc bệnh hiểm nghèo. Anh chồng ngay lập tức ly hôn và thậm chí kiện vợ ra tòa để đòi lại sính lễ đã trao. Theo đó, câu chuyện tưởng chừng như hy hữu này xảy ra ở Giang Tây Trung Quốc. Anh A và chị B quen nhau thông qua một buổi xem mắt. Chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, họ đã đi đến hôn nhân. Trước khi kết hôn, cả hai đã đi khám sức khỏe và kết quả hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng sau khi cưới được nửa năm, chị B bắt đầu có những biểu hiện lạ. Sau khi đi khám thì chị được chẩn đoán là bị mắc ung thư. Vừa biết tin, anh A lập tức đơn phương ly hôn vì không muốn là người bị thương hại. Sống với người chồng như vậy những năm cuối đời cũng là điều bất hạnh nên chị B đồng ý. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh A còn đòi lại toàn bộ sính lễ đã trao lúc cưới hỏi. Khi không được trả lại, anh đã kiện chị B ra tòa và câu chuyện tưởng như chỉ có trên phim này đã diễn ra. Khi được chia sẻ rộng rãi và nhiều người biết đến, cộng đồng mạng đã chia làm hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng dù chỉ gắn bó với nhau một thời gian không dài, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng kết tình thì còn nghĩa. Anh chồng thật sự hèn hạ và không chấp nhận nổi. Nhưng cũng có một số người cho rằng vốn dĩ đôi bên lấy nhau dựa trên cơ sở lợi dụng và tính toán chứ không phải tình cảm. Bên Trung Quốc sính lễ cao lắm, gần như là dùng tiền để mua vợ. Nhiều anh lấy vợ xong mà nghèo luôn đi ấy. Lấy tiền cả đời tích cóp để cưới vợ nên giờ đổ vỡ, anh ta đòi lại thôi. Khán giả của 8TV nghĩ sao về câu chuyện này? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé.